shit regardless. Thế còn bước làm của chanh muối đá thì sao? Bước 1, cắt chanh muối. Chúng ta hãy đến với bước 1 của chanh muối đá nhé. Vẫn như chanh muối nóng, chúng ta sử dụng một quả chanh. Cắt nát. Vậy là chúng ta đã xong bước 1. Bước 2, tạo vị. Bước 2, tạo vị cho ly chanh muối đá. Nước cốt chanh muối. Mười ml chanh tươi. Bốn mươi ml đường. Chúng ta có tổng là 75 ml nguyên liệu. Rót vào cốc. Chúng ta đã hoàn thành xong bước 2, tạo vị cho chanh muối đá. Bước 3, làm đầy cốc và trang trí. Chanh muối đá, làm đầy cốc và trang trí. Làm đầy cốc, tôi sử dụng 200 ml nước lọc. Để cho cốc chanh muối này được mát hơn, tôi sẽ sử dụng 2 viên đá. Đến phần trang trí, tôi sẽ trang trí một ít lớp đá bào ở trên. Cốc chanh muối của chúng ta đã trở nên mát hơn. Để mát hơn nữa, chúng ta sử dụng 3 lá bạc hà. Bẻ đi phần cuống. Tuốt lá lên và bẻ đi phần cuống. Cầm vào phần cuống. Vuốt lá lên. Và cắm vào cốc chanh muối. Chúng ta đã hoàn thành xong ly chanh muối đá. Công thức chanh muối đá: chanh muối 1 quả, nước chanh muối 25 ml, cốt chanh tươi 10 ml, đường 40 ml, nước lọc 200 ml, đá viên 2 viên, lá bạc hà 3 nhánh. Kết bài học.
chanh muối. Hãy cùng mình xem bạn sẽ mang được bao nhiêu số tiền lãi trên mỗi ly nhé. Bước 1. Cắt chanh muối. Cho một quả chanh muối vào cốc thủy tinh. Cắt nhuyễn quả chanh muối. Bước 2. Tạo vị. Rót cốt chanh muối, cốt chanh tươi và đường vào cốc. Bước 3. Làm đầy cốc và trang trí. Rót 200ml nước lọc và 2 viên đá. Khuấy đều. Giải đá bào lên miệng cốc. Cắm 3 nhánh bạc hà. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong bài học chanh muối. Mình có một lưu ý cho bạn đây. Để làm ra một ly đồ uống sạch sẽ, đẹp mắt, những lần đầu làm bạn sẽ cảm thấy hơi khó một chút, nhưng rồi càng ngày bạn sẽ thuần thục hơn. Nên hãy yên tâm để thao tác. Còn có điều quan trọng hơn nữa, bạn nên hiểu rõ thế mạnh của từng đồ uống thì bạn sẽ kinh doanh đồ uống hiệu quả hơn. Từ đó bạn sẽ phục vụ khách hàng tốt hơn và cửa hàng bạn chắc chắn sẽ bền vững hơn. Về bài học này, nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy chia sẻ xuống phía dưới để chúng mình có thể giải đáp cho bạn kịp thời. Xin chào và mình sẽ gặp lại bạn sớm hơn.